Chào mừng các bạn đã đến với một ngày mới với tên gọi là Cuộc Hẹn Đầu Tiên. Và hiện tại thì Quốc Bảo đang có mặt tại một con đường rất là lộng gió, đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ, một nơi rất là thân thuộc với tất cả con người Sài Gòn chúng ta. Và sắp sửa nữa đây, ngay tại đây sẽ diễn ra một sự kiện, một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát của một cặp đôi đang yêu nhau. Và đặc biệt hơn hết đó là diễn viên nữ của chúng ta, đó chính là người bạn may mắn tuần này của một ngày mới Cuộc Hẹn Đầu Tiên. Và chúng ta hãy cùng chờ xem bạn nữ này sẽ mang đến chúng ta điều bất ngờ gì nha. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ ba chuyên gia của chúng ta. Thứ nhất, nhà thiết kế Diệu Anh, chuyên gia trang điểm Tùng Châu và nhà tạo mẫu tóc Sandy Nguyễn. Và bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, bối cảnh đã sẵn sàng, chuyên gia đã sẵn sàng. Và bây giờ hãy cùng Quốc Bảo tìm hiểu xem bạn nữ may mắn lần này là ai nhé. Đi thôi. Chào mừng các bạn đã đến với một ngày mới. Và đây là chuyên mục VJ Tò Mò. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với bạn nữ kỳ này của chúng ta nha. Xin chào các bạn, mình tên là Hà Thanh. Hiện tại mình 19 tuổi, mình đang theo học ngành quản lý nghiệp vụ bếp trưởng. Sở thích của mình thì là mình thích đi mua sắm quần áo, thích nấu ăn, và thích đi du lịch. Bình thường thì mình mặc đồ giống như tiểu thư này kia, tức là mặc đầm, thích mặc váy xòe nhiều hơn là quần. Đây là những cái tính từ miêu tả về tính cách của một người con gái. Thì Hà Thanh sẽ thấy đâu là tính cách của mình? Nó là nữ tính và giản dị. Rồi, tính từ mà Hà Thanh vừa lựa chọn đó là giản dị, nữ tính. Đầu tiên nói về sự giản dị trước nè. Thì bình thường là mình đi chơi là kia, là mình chỉ thích là mặc đầm hoặc là áo thun với quần sọt này kia thôi, chứ cũng không thường xuyên phải trang điểm make up tỉ mỉ cầu kỳ. Vậy là giản dị trong mọi thứ hay là chỉ giản dị trong cách ăn mặc thôi? Cái gì mọi thứ mà không có cần cầu tài mọi việc quá. À, mọi thứ cứ đơn giản mà cho nó bình thường phát triển thôi đúng không? Không có cần áp đặt mọi thứ quá. Rồi về phần nữ tính thì sao nào? Hay là mít ướt. Mít ướt là dễ hút nhè. Dạ đúng. Rồi cái gì nữa? Dịu dàng thái quá. Dịu dàng mà thái quá là sao? Có nghĩa là bị chảy nước hả? Dạ không ạ. Mình dịu dàng đến nỗi mà nhiều bạn đối diện và cảm thấy hơi khó chịu tí. À vậy hả? Và hình như mới được biết là Hà Thanh đang học nghiệp vụ bếp trưởng. Dạ, là một đầu bếp tương lai của chúng ta. Đó là một sở thích hay là bạn có năng khiếu từ nhỏ và muốn theo đuổi nó thành cái một cái sự nghiệp của mình hay là sao? Cũng năm nay nó từ lúc mà nó học lớp 3. Lớp học lớp 3. Lúc đó hình như chưa có môn công nghệ đúng không? Dạ cũng chưa. Nhưng mà lúc đó là do là nhà mình cũng ba mẹ cũng hay đi làm xa, rồi ở nhà cũng một mình đó, rồi mình cũng hay nấu ăn này chơi cho cái nhà ăn. À chứ dạ, giống như là mình bị bỏ ở nhà rồi bị bỏ đói, cái tự phải đi nấu ăn, tự làm món ăn mình ăn luôn. Dạ, đúng rồi. Từ đó thành cái sở thích và đam mê luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Và Hà Thanh có nhớ được là cái món ăn đầu tiên mà Hà Thanh tự tay mình thực hiện là món gì không anh? Món trứng hấp. Còn đến thời điểm bây giờ thì Hà Thanh tự tin là mình sẽ làm món nào ngon nhất? Mình nó thì là mình sẽ làm cái món Á là ngon nhất. Cái món Á, ví dụ một vài món coi. Mì cha chan, súp con chi. Thấy các loại thịt nướng thì thịt nướng là mình là nở chợ nhất. Rồi phong cách của Hà Thanh thường ngày là bánh bèo giản dị và nữ tính. Thì đến với một ngày mới có mong muốn là mình sẽ thay đổi phong cách, mình sẽ biến thành một cô gái hoàn toàn khác không? Có một hình tượng nào cụ thể không? Mình muốn giống như chị Sĩ Thanh. Giống chị Sĩ Thanh, sexy. Sexy đi. À, vậy là một người con gái rất là nhẹ nhàng, nữ tính chút xíu nhưng mà muốn đến với một ngày mới để thay đổi rằng mình trở thành một người sexy hơn, quyến rũ hơn. Ngoài đó còn gì nữa không? Mà thu hút nhiều người hơn. Thu hút nhiều người hơn. Và đến với một ngày mới không lẽ là Hà Thanh chỉ muốn thay đổi bản thân mình, làm cho mình tự tin hơn thôi và làm cho mình đẹp hơn, chứ không có một mục đích nào khác hả? Thật ra thì mình đến một ngày mới hy vọng là mọi chương trình sẽ giúp đỡ mình tỏ tình với bạn trai. À, một câu chuyện tình yêu của chúng ta sắp được bắt đầu đây. Và Hà Thanh có thể nói chút xíu về câu chuyện của mình không ạ? Mình và bạn thì cũng quen được 4 năm rồi. Là bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 10. Lớp 10 là có học chung không? À, là học khác lớp nhưng mà học chung một lớp học thêm. Nhìn bề ngoài thì khó gần tí, khá lạnh lùng. Mình là người khó chinh phục, mấy anh chàng lạnh lùng tiếc. Khó chinh phục hả? Con người cá tính mạnh nhưng mà cái bánh bèo là sao? Thích thôi nhưng mà không dám làm. À, điểm gì mà cái điểm đặc biệt đầu tiên ấn tượng mà khiến cho Hà Thanh muốn tấn công cái anh chàng này? Là khi là mỗi lần mình buồn thì kia là ảnh hay chọc ghẹo. Chọc ghẹo để hơi mình vui hơn. Mà nhiều lúc ảnh chọc mình đó mình tức lên mà ngồi khóc lên. Mình đã buồn rồi ảnh còn chọc mình để tức thì mình khóc nữa. Hơi mâu thuẫn ha, một anh chàng lạnh lùng mà thích chọc ghẹo. Nhưng mà khi bạn ở gần thì bạn lại cảm thấy ấm áp. À, rất là ấm áp.
trải qua 4 năm trời rồi thì cái sự tương tác giữa hai người như thế nào? 2 năm trước là ảnh có đi nghĩa vụ đi xa. Là trước khi đi là mình với ảnh là chia tay, là do là có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà trong lúc anh đi nghĩa vụ thì khoảng 4 năm tháng thì ảnh có tìm lại mình. Và cũng nói là nhớ mình này kia, muốn quen lại. Nhưng mà thì hình như đó cũng là một cái khoảng thời gian yêu xa tạm thời đúng không? Đúng rồi. Trong cái thời gian mà cách xa nhau 2 năm đó thì có bị cách lòng không? À, cũng không cách lòng đó, tại vì bạn trai mình thì rất tin tưởng mình thì mình cũng rất tin tưởng bạn trai mình. Mới đầu chỉ là cái tình cảm tuổi học trò thôi. Đúng rồi. Rồi nó kéo dài tới 4 năm mà nó thành tình cảm người lớn rồi. Bây giờ tình cảm người lớn của chúng ta tới đâu rồi ha? 2 năm sau là gia đình hai bên là sẽ cho đám hỏi, và để khi nào là có công việc làm ổn định đó, thì sẽ là cho đám cưới luôn. À, vậy là năm sau là bạn Hà Thanh của chúng ta bắt đầu có đám hỏi và đám cưới luôn rồi. Mà Bảo hơi thắc mắc là lý do nào, cái động lực mạnh mẽ nào mà khiến hai bạn trẻ của chúng ta chỉ mới khoảng 19, năm sau là 20 mà quyết định là cưới nhau, có một gia đình nhỏ nhỏ luôn. Do là bản thân tụi mình là cũng suy nghĩ cũng lớn rồi, nên là ba mẹ cũng không thể nào mà quản lý được cả hai luôn. Mà ba mẹ nói là phải làm, phải có trách nhiệm. Vậy thì đến với một ngày mới này thì muốn một ngày mới giúp đỡ bạn bằng cái phần nào? Vì mọi thứ bà thấy hình như là nó quá suôn sẻ rồi, mọi thứ đã đều có kế hoạch trước rồi. Không lẽ bây giờ cho những đính hôn hay là một cái gì đó hơn nữa không? Mình là muốn bày tỏ cho anh biết là mình yêu anh nhiều thế nào. Tại vì trong vòng là 4 năm qua thì là mình ít khi nào là tỏ tình hay là chủ động là nói anh ơi à, em thương anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm này kia. Tại là anh chủ động cho mình thôi. Nếu như mà trong cương vị những người tổ chức thì Hà Thanh sẽ làm gì ở cái buổi tiệc này? Từ nhỏ là mình rất thích là mặc áo cưới. À, thích là một cô dâu từ nhỏ rồi. Dạ đúng. Wow, táo bạo thiệt. Cảm thấy tại vì mình là khá là bánh bèo này kia nên thích thì cũng là sự dễ thương này kia. Cảm thấy là giống như là luôn đặt cho mình một cái tâm lý, đặt cho mình cái tâm lý là sẵn sàng cưới bất kỳ lúc nào đúng không? Dạ đúng. Mình muốn là mình được mặc một cái chiếc váy cưới. Là mình sẽ đứng trong một quán cà phê phong cảnh lãng mạn nào đó. Mình sẽ tỏ tình với anh. Là cũng nhiều lần em gọi là dụ anh đi chụp hình cưới này kia. À, chụp hình đôi, chụp hình dạ, cưới đúng rồi. Không? Nhưng mà không chịu hả? Không chịu. Sao kỳ vậy? Vậy là ảnh hơi mắc cỡ hay gì? Và nếu như mà cái lần này là bất ngờ như vậy á, thì Hà Thanh nghĩ rằng bạn trai của Hà Thanh sẽ cảm thấy như thế nào? Em suy nghĩ ảnh sẽ bất ngờ lắm. Tại vì đó giờ là em muốn làm gì đều hỏi ý kiến ảnh. Mà nếu ảnh không đồng ý thì thôi em sẽ không làm nữa. Chết rồi, có khi nào nguy hiểm không? Một là bất ngờ rất là vui nè, hai là nổi nóng lên là có chuyện gì xảy ra thì sao ta? Bảo không có chịu trách nhiệm nha. Thì mình nghĩ là ảnh sẽ không nổi giận đâu. Lúc đầu là sẽ im lặng. Nhưng mà sau đó là khoảng ảnh suy nghĩ thì kia rồi sẽ vui. Bởi vì sẽ khóc luôn. Rồi Bảo mong muốn rằng cái cuộc hẹn này với chiếc váy cưới bất ngờ kia sẽ là một cái điều đó bất ngờ thú vị, vui nha. Bất ngờ nhưng mà vui nha, chứ đừng có làm gì căng thẳng nha. Và Quốc Bảo và một ngày mới sẽ giúp bạn điều này. Dạ em. Em tên là Hà Thanh, em đến từ chương trình Một Ngày Mới. Hiện tại em đang có một kế hoạch là sẽ mặc một chiếc áo cưới để cầu hôn bạn trai em bất ngờ. Em hy vọng là chị sẽ tư vấn giúp cho em nha chị. Chắc chắn rồi, chị rất là thú vị. Tôi nghĩ là khi mà bạn đã có ý định cầu hôn bất ngờ thì thẩm sâu trong con người của bạn ấy cũng có một cá tính rất là mạnh mẽ. Bạn trai em chắc chắn là người hạnh phúc nhất. Cái váy cưới trong mơ của mình nó sẽ là một màu tím, tím mộng mơ tí. Tại vì mình nghĩ là màu tím là tượng trưng cho sự lãng mạn, sự chung thủy này kia. Thì tôi nghĩ cái một cái bộ váy ở lứa tuổi của Hà Thanh 19 tuổi mà muốn chủ động cầu hôn thì nó vẫn là một cái sự, một tình cảm mạnh mẽ, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng rất là hồn nhiên. Thì một bộ váy tôi nghĩ là màu trắng sẽ hợp với bạn đó nhất. Và áo sẽ trễ vai, là trên cái cổ áo sẽ là đến những bông hoa. Đổi dài thì trên gió tí thôi.
cái kiểu dáng thì cũng không nên quá cầu kỳ rườm rà, mà những cái kiểu dáng nó nên là suông hoặc là có eo, một cái eo thắt eo nhẹ và một cái độ A nó dừng ở đầu gối. Và cái một vài cái chi tiết, có thể một vài cái chi tiết nhưng mà lãng mạn và nhẹ nhàng, đơn giản vừa đủ thôi. Không, cái vấn đề ở đây là không nên quá cầu kỳ. Thì những bộ váy thường thay mặt đó, thì thường là nó có độ ngắn trên gối và thường là áo hoa dày hoặc là các loại đầm trễ vai. Vì là mình cũng không thích sự cầu kỳ quá, đúng là cũng hơi khó di chuyển thì kia. Tôi nghĩ là bạn Hà Thanh cũng rất là nên đi kèm với một vài cái thụ kiện đơn giản. Có thể là một cái nấc nhỏ đội trên đầu nó vừa phải, nó vừa nhấn nhá, hoặc là một cái hoa tai, hoặc là nếu mà cái đó là cái áo nó cúp ngang thì một chút xíu ở phần cổ. Tôi nghĩ là khi mà bạn Hà Thanh xuất hiện với một cái váy cưới như vậy trước mặt bạn trai thì tôi nghĩ bạn trai sẽ cái bạn đó sẽ rất là sốc, nhưng mà tôi nghĩ bạn đó sẽ là người hạnh phúc nhất. Chào Hà Thanh. Dạ em chào chị ạ. Em có thể nói cho chị cái tóc của mình đã có những cái phần hóa chất gì và những mình đã làm cái gì không? Tóc em bây giờ chỉ là nhuộm thôi chứ không có uống hay dũ gì hết. Chị nhìn thấy thì tóc của em cũng rất là bóng và rất là chắc khỏe nữa. Mà nhuộm vậy lại mình cũng chăm sóc kỹ phải không ở nhà phải không? Ở nhà thì mỗi lần tắm em dùng dầu hấp để làm thay thế dầu xả để gọi đầu không? Vậy hôm nay có một cái ý tưởng gì không? Dạ là em muốn nhuộm ombre với đưa tóc cho màu nó sáng lên. Vậy là em đã tìm hiểu về cái màu ombre rồi. Dạ đúng rồi. Ombre thì mình nhuộm thì nó rất là đẹp, tại vì nó rất là tự nhiên, nó sẽ từ cái độ tối xuống độ sáng. Và hôm nay để chọn cái màu ombre về nó phù hợp với cái màu tóc của em đã có sẵn rồi, thì mình sẽ chọn những cái màu mà nó sẽ rất là tươi hơn một chút xíu nữa. Như là ví dụ như ở đuôi tóc này mình có thể chọn những cái màu hồng hoặc là màu đỏ tươi hơn một chút, hoặc là màu cam tươi hơn để cho nó phù hợp với lại những cái màu em đã có sẵn rồi. Mình sẽ không thay đổi hoàn toàn cái màu của em mà mình sẽ giữ lại những cái màu nền màu cũ này, và mình sẽ chỉ có nhuộm cái màu đuôi tóc nó sáng hơn và nó phù hợp vào cùng với cái màu này của em. Và còn về cái phần cắt thì chị nghĩ là cái chiều dài này cũng rất là đẹp, tại vì nó không có dài quá nhưng mà nó sẽ cần sửa lại một chút xíu để cho nó có một chút xíu cái độ bồng bềnh hơn ha, thì chị sẽ sửa lại cái tóc của em một chút xíu. Trên cơ bản thì chị sẽ không cắt nhiều mà chị chỉ cắt một chút xíu để cho nó có cái sự bồng bềnh hơn cho tóc thôi, và chị sẽ nhuộm lại cái ombre cho em. Hà Thanh có một khuôn mặt rất là xinh xắn và cái mái tóc của bạn cũng rất là đẹp, bạn chăm sóc thường xuyên cho nên là mình có thể cảm nhận được cái sự khỏe và chắc của mái tóc. Hôm nay cái mong muốn của bạn là làm một cái màu ombre từ cái đuôi tóc cho cái đuôi tóc của bạn. Thì Song Linh đã chọn nhuộm cho bạn một cái màu nó phù hợp với cái màu tóc mà bạn đã có sẵn rồi. Như là mình sẽ chọn những màu như màu hồng hoặc là màu cam, hoặc là những cái màu mà nó sẽ làm tươi hơn một chút xíu những cái màu mà bạn đã có sẵn ở đây. Chào em. Chào anh. Được rồi, mình gặp chờ anh nha. Hôm nay thì Châu mới gặp cho Hà Thanh đi cầu hôn với bạn trai, cho nên nó cũng khá là đặc biệt. Thì trên cái nền tảng là với Hà Thanh thì vừa một cái nét thanh tú rõ nét, thì Châu sẽ không focus quá nhiều về mắt hay là những cái chi tiết khác, mà cũng như để cô ấy được trẻ trung hơn theo những cái phong cách mà Châu thường make up cô dâu, thì tất cả mọi cái rất là tự nhiên.
và đặc biệt ở vùng môi thì Châu sẽ không có trang điểm như mọi khi là mình sẽ đánh full lip, mà ở đây Châu sẽ sử dụng cách làm ombre với một cái sản phẩm mới bằng một cái chì đánh môi và một cái đầu mút còn lại để mình đánh cho phần môi nó theo cái xu hướng của các bạn trẻ là đậm từ trong lòng môi và nhạt dần ra ngoài môi, thì cái này cũng khá là dễ thương so với những bạn chuẩn bị làm cô dâu. Đến với mỗi tuần một chiều hôm nay thì Tùng Châu sẽ hướng dẫn các bạn cách để đánh môi ombre. Thì thông thường nếu mình đánh bằng những thỏi son bình thường có thể nó sẽ rất là khó đánh hơn, thì ở đây thì cái sản phẩm mới của mình ở đây cầm trên tay thì cái đầu vuốt nó sẽ rất là nhỏ, vừa đủ mình đánh sát ở trong lòng môi, và phần còn lại sẽ là một cục mousse trên đầu còn lại thì nó giúp mình tán mỏng cái màu nó ra ha. Thì ở đây Châu sẽ thao tác cho mấy bạn xem với cái chì này. Thường em có đánh không đánh đúng không? Em để môi bình thường nha. Kẻ em kẻ sát cái chồng hết. Sau đó xài cái mút. Sau khi mà gặp các chuyên gia xong rồi các chuyên gia tạo cho bạn trở thành một cô dâu với cái vẻ ngoài đầy ấn tượng như vậy rồi, tự tin hết mức chưa? Dạ rồi. Nhưng mà góp phần tự tin hơn cho Thanh thì bác sẽ gửi đến Thanh một cái món quà từ Maybelline New York để giúp cho bạn luôn rạng rỡ, luôn tự tin hơn với cái vẻ ngoài mới mẻ này của mình nha. Đây. Cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón cái điều bất ngờ ngày hôm nay nha. Ê, bỏ ra ngoài. Anh ơi, mày thằng nào? Anh lộn mình ơi. Người yêu em mà. Anh ơi. Em mới đợi anh mà sao em đứng đây em lo mắt thằng khác. Hả? Ai yêu mày? Ai yêu mày? Hả? Anh yêu em. Ê quên. Người yêu em. Đi đi anh, đi. Ê. Đi. Ông kia. Xong rồi. Em mới là người yêu của em. Là đây hả? Liêu liêu. Cảm xúc lúc này của mình rất là hồi hộp và lo sợ. Bởi vì mình không biết là bạn gái mình đã chuẩn bị cho mình những điều bất ngờ như thế này. Thật ra thì ngày này một năm về trước, anh đã tạo bất ngờ cho mình. Là khi 4 năm xa cách thì anh bất ngờ trở về thăm mình. Và cũng là ngày hôm nay mình cũng muốn tạo một bất ngờ cho anh để khiến cho anh là phải luôn nhớ về mình. À, thật ra thì đây mới là cặp đôi, còn chúng tôi là một cặp đôi. Ê, quên. À, đây là khách mời. Chào bạn. Đây chỉ là một cái bất ngờ nho nhỏ thôi nha. Nãy giờ Bảo với anh Phúc làm một cái tình huống mà nó hơi chớ chơi chút xíu, nó hơi bất ngờ xíu. Mong rằng bạn đừng có căng thẳng quá mà làm gì tới hai chúng tôi. Khi mà mình vừa đến thì mình thấy bạn gái mình diễn, mình cũng lo sợ. Tại vì mình tưởng là bạn gái mình đi lấy chồng nên mình sợ. Nhưng mà một hồi thì mình mới nhận ra là mọi người đang chuẩn bị một cái gì đó cho mình và bạn gái mình. Nên mình cảm thấy hết lo sợ. Chúc mừng cặp đôi dễ thương. Dạ, yeah, rất là dễ thương. Mà khi mà bạn đến với đây thì thấy cái tình huống xảy ra thì tâm trạng của bạn như thế nào? Hồi hộp lắm.
hồi hộp là sao? Người yêu mình bị cướp người yêu mà không có kiếm đồ chuẩn bị dí đánh hai người này hả? Bình tĩnh lắm mà cái gì kỳ vậy? Biết, không biết là của mình rồi, bình tĩnh lắm. À rồi, hay thiệt. Và bây giờ thật sự là đây chỉ là một món quà mà Quốc Bảo cũng như là anh Đương Hồng Phúc làm một cái vở kịch nhỏ nhỏ giúp cho các bạn có một cái gì đó bất ngờ và mở đầu vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ ngay bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự kiện rất là vui dành cho tất cả các bạn, và chờ chút xíu nha, điều bất ngờ đó sẽ có ngay đây thôi. Hy vọng hôm nay Phúc cũng mang lại một cái kỷ niệm đẹp cho hai bạn. Hy vọng là Phúc có một cái kỷ niệm nào đó để hai bạn nhớ trong cái mối tình của hai bạn, có hình ảnh của Phúc ở đây. Rồi, bây giờ thì không gian này là của hai bạn, còn bảo với anh Phúc đi chơi thôi. Bye bye. Bye nha. Dạ, dành cho anh. Và em có một điều đó muốn nói với anh là Spotify Tết để ông người ta mình gọi này chơi được anh ta rồi thì em ta rằng I love you, em yêu anh ơi. Anh đồng ý làm anh xã về suốt đời nha. Đồng ý. Còn hôn của bạn gái mình thì mình cảm thấy như là cảm giác như lúc đầu mới lại yêu vậy đó. Nó tràn đầy tình cảm, tràn đầy hạnh phúc lắm. Nãy giờ thì Quốc Bảo đứng ngoài cùng tất cả mọi người đã chứng minh cho tình yêu của các bạn rồi. Một cái kết rất là dễ thương, và không biết rằng hai bạn có dự định gì chưa? Dự định sang năm đám hỏi. Dạ rồi ạ. Tất cả mọi người ơi, sang năm họ làm đám hỏi. Và giờ hiện đại đâu ra đám hỏi đâu. Hả? Đám cưới luôn. Bây giờ là không làm đám hỏi luôn, là làm đám cưới luôn. Vậy là quyết định luôn rồi. Bây giờ coi như là mình ăn cưới trước sớm hết một năm đi ha. Bây giờ coi như là đây là một cái lễ kỷ niệm. Và bây giờ bạn cảm xúc bạn như thế nào rồi? Lúc đầu là mình rất là bó rối, sợ là khi nói là một nước tiếng em yêu anh thì nó thiếu rồi nó nhầm. Cái thứ đó, cái tiếng đó là cái tiếng mà dễ nói nhất khi mà hai người yêu nhau, mà sao hôm nay tâm trạng như thế nào lại bối rối vậy? Hôm nay mình rung lắm. Rung hả? Rồi bạn có rung không? Giỏi rung. Và một cái kết cục rất là dễ thương cho hai bạn của chúng ta. Còn bây giờ thì đây là khoảng không gian còn lại mà chương trình dành cho hai bạn. Chúc cho hai bạn có một cái buổi hẹn hò với nhau đặc biệt nhất và đáng nhớ nhất trong cái cuộc tình 4 năm của hai bạn. Và mong hai bạn khi nào mà đám cưới á thì nhớ tới Quốc Bảo với anh Lương một phút là được rồi. Ok. Còn bây giờ thì hai bạn có thể thoải mái đi chơi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mình hy vọng đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong suốt quãng đời của hai tụi mình. Mình sẽ luôn bên anh, sẽ luôn là người thấu hiểu anh, chịu đựng anh, sẽ không bướng bỉnh, mè nheo với anh nữa, sẽ là một người vợ đảm đang, sẽ chăm sóc anh suốt cả cuộc đời còn lại. Vậy là một cuộc hẹn đầy bất ngờ và dễ thương đã kết thúc rất là trọn vẹn của hai đứa trẻ yêu nhau 4 năm. Và đây cũng là một cái dịp để các bạn khẳng định lại một lần nữa tình yêu nồng cháy của mình, để tiến đến cái gì đó nó xa hơn. Và Quốc Bảo mong rằng các bạn sẽ thực hiện được những gì mà mình mong muốn và tương lai nha. Và các bạn nữ ơi, nếu như muốn có một cuộc hẹn dễ thương và ấn tượng như là các bạn nữ ngày hôm nay thì hãy nhanh tay gửi thư về cho chương trình. Đó chính là địa chỉ www.mộtngaymới@yahoo.vn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Anh quay đầu em bên nào đó. Thôi được rồi. Chửi thẳng nhau mà. Mặc đồ khoai, đồ bông, đồ ghét. Đê quá em. Nhìn không thấy men rồi. Rồi đó.